Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 27 các bác nhé. Thì 27 tháng 10 em mới về trước một chiếc Chevy 2007. Thì hôm nay em sẽ quay lên sóng giới thiệu các bác. Bác nào lấy thì nhấc máy alo cho em. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để nhà em sẽ lên sóng nhiều chi tiết các sản phẩm hơn, được sự quan tâm của các bác. Thì hôm nay em đây em mới về được hàng này thì nhà em thì cam kết đây các bác nhìn này, cam kết nguyên zin 100%, không sơn si, không đụng chạm sửa chữa. Nếu bác nào lấy thì chỉ có bỏ ra vệ sinh, còn nó trước khi về thì em nguyên bản này em sẽ test cho các bác. Thì hôm nay em sẽ đi vào đây, em lắp đây, vòi nhà em lắp đây thì đã lắp sẵn một chiếc máy lọc, thì em sẽ đi vào tét nước cho các bác. Đây các bác nhé, nhìn đây em cũng có cái chiếc đồng hồ dòng và một chiếc máy. Đây là em tét 5.5, con này thì Chevy 2007 5 tấm điện cực 16.000 nít. Đây khi màn hình nó đứng lại thì em lấy 5.5 này. Và nước thải là kiềm mạnh 10.5 hoặc 11.5 đấy các bác. Tí em sẽ đo chính xác cho các bác. Nước trung tính. Nước trung tính thì là như một nước nhà máy bình thường. Thì chúng ta lấy ở vòi chính này. Và nước 8.5. 8.5 thì làm để cho dành cho người nước uống nước kiềm lần đầu tiên các bác nhé. Vào thời điểm làm quen với nước kiềm. Đây con này lúc chạy thì dòng nó đứng thì nó dòng khoảng hơn 1A. Chín chấm này. Chín chấm thì dòng của nó khoảng 1.5A. 9.5. Thì dòng của nó khoảng hơn 2A các bác nhé. Và 10.5. 10.5 thì khi chúng ta dừng này thì nó khoảng hơn 3 các bác ạ. Đây con này thì phím tắt nguồn nó ở đây. Đấy em sẽ xin thử nước 5.5 này, axit này. Kiềm mạnh khoảng 11 chấm này. Để tí em đo chuẩn luôn các bác nhé. Nước trung tính này. Kiềm 1 này, kiềm 2 này, kiềm 3 này. Đấy các bác. Đấy, nước ra rất là chuẩn các bác nhé. Thì dòng Chevy 2007 16.000 lít. Máy rất là đẹp. Đây em chi tiết cho các bác. Con này rất là đẹp đấy. Vì hàng mua là cũng đều mua hàng đấu giá. Thì tất cả những sản phẩm thì nhà em đều báo giá công khai các bác nhé. Đều báo giá công khai. Nếu mà bác nào lấy sản phẩm nguyên máy, nguyên máy này thì nhà em đang bán cho các bác là 10 triệu các bác nhé. 10 triệu là nguyên máy đây. Còn đâu nếu bác nào lắp đặt thì sẽ kèm phụ kiện bên ngoài và công lắp đặt. Đấy, còn đâu bác nào tự lắp đặt sẽ đỡ được chi phí rất là nhiều. Từ chi phí đi lại của thợ thuyền đến lắp này. Và bộ tiền lọc này, rồi vòi này, nguồn này. Đấy. Còn các bác nào combo thì cứ inbox qua Zalo cho em. 0914300368 nhé các bác nhé. Nhà em đợt này sẽ về liên tiếp những chiếc máy lọc nước rất là đẹp. Nên nếu về thì em sẽ
lên sóng giới thiệu các bác. Bác nào xem kênh thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Thì sự thật chúng ta đang nguồn nước Việt Nam thì 80% chúng ta đang dư thừa axit và trào ngược dạ dày xương khớp. Nếu bác nào quan tâm được đến máy kiềm thì hãy nhấc máy alo cho em nhé các bác nhé. Máy kiềm Nhật thì thực sự rất là tốt cho cơ thể, cho con người Việt Nam chúng ta.